Chơi lớn như Kim Xuyến, ngày vía thần tài mua tặng mẹ dây chuyền hơn 10 lượng, những đứa bé gắn liền với tuổi thơ 10 ít giờ ra sao. Cảm giác được người yêu sắm cho mấy chỉ nói sướng như nào. Ngày 14 tháng 2, Lâm Nam Phương khóc nức nở, không phải vì tình yêu mà vì gia đình bất hạnh. Nhìn lại tình sử không phải dạng vừa của Trường Giang. Chơi lớn như Kim Xuyến, ngày vía thần tài mua tặng mẹ dây chuyền hơn 10 lượng, giá lên tới hơn 300 triệu nhưng vẫn còn thấy ít. Vàng cho mẹ. Mấy mẫu này tầm mười mấy lượng à, tại hồi đợt trước em mua cho mẹ cái còng kia là gần 20 mấy lượng lận. Ta đâu mẫu có khoảng 300 mấy à. Em đâu có chịu. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân của mình, Nguyễn Thị Kim Xuyến vừa đăng tải chiếc video chia sẻ câu chuyện mùng 10 ngày vía thần tài đã mua tặng mẹ một sợi dây chuyền cực khủng. Cụ thể theo cô chia sẻ thì mỗi năm cô đều sẽ mua tặng mẹ một sợi. Năm vừa rồi cô đã tặng mẹ sợi dây hơn 20 lượng vàng, năm nay do mẹ bận việc nên cô đi mua một mình. Và kết quả là cô đã chốt đơn sợi dây chuyền hơn 10 lượng vàng, giá lên tới hơn 300 triệu đồng dành tặng cho mẹ mình. Dù như vậy, nhưng Kim Xuyến vẫn chưa chịu, muốn mua sợi lớn hơn nhưng lại không có. Mang về tặng mà gương mặt của mẹ hớn hở hẳn, nhìn sợi dây mà nhức nhức cái đầu rồi. Đúng là vừa mang tiền mà vừa mang vàng về cho mẹ, chơi lớn kiểu này thì ai chơi lại cho nổi với chị nữa. Hiện lên mà em không bao giờ em thấy mẹ em quên hết trơn á mọi người. Mua xong giấu không mà không biết có ai giống mẹ em không nữa. Những đứa bé gắn liền với tuổi thơ 10 ít giờ ra sao? Thời gian thiếu nữ xinh đẹp, nhìn số tuổi mà khán giả phải bất ngờ. Một Mai Cát Vy sinh năm 2009 là một trong những gương mặt nhí quen thuộc trên màn ảnh Việt. Cô bé từng được xướng tên với giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Mẹ ơi, đúng đây. Tham gia nhiều dự án nên gương mặt của Cát Vy cũng phần nào nằm trong tâm trí của khán giả. Giờ đây cô bé trông đã ra dáng thiếu nữ và trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Hai Trần Phan Hoàng Yến sinh năm 2000 là một gương mặt vô cùng quen thuộc khi tham gia rất nhiều dự án phim truyền hình. Cô nàng đã tham gia đóng phim từ lúc bé. Đến lớn thì Hoàng Yến vẫn đi theo niềm đam mê diễn xuất của mình. Hiện tại cô nàng đang theo diễn tại các sân khấu kịch và tiếp tục học tập để nâng cao trình diễn xuất. Ba Khánh Như sinh năm 2007, cũng là một trong những diễn viên nhí được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Sở hữu nhan sắc trong trẻo xinh đẹp, cô bé có năng khiếu ca hát, diễn xuất và có cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ từ khi còn bé. Vì thế gương mặt này cũng được cho là sẽ thành công trong tương lai. Giờ đây Khánh Như đã rất xinh đẹp, phong cách nhí nhảnh trẻ trung ra dáng thiếu nữ. Cảm giác được người yêu sắm cho mấy chỉ nói sướng như nào. Mua vàng tặng nhau vào những ngày đầu năm mới. Người ta thường nói, tiền bạc của đàn ông đặt ở đâu thì tâm của họ đặt ở đấy. Tình yêu ngày nay cũng vì vậy. Nhiều cặp đôi chọn cách thể hiện tình cảm bằng cách tặng cho nửa kia những món quà vừa ý nghĩa lại có giá trị cao. Dù anh Dung luôn hành động chứng minh, dẫn người yêu đến thẳng tiệm vàng, sắm sửa và chỉ vừa lấy lộc vừa mong cho tình cảm sang năm thêm thuận lợi. Được biết, cặp đôi này được bạn bè mách nếu mua vàng vào ngày thần tài thì năm mới làm ăn sẽ ổn hơn nên anh chàng cũng thử vận may của mình mua vàng tặng cho chính mình. Còn nửa kia thì gửi gắm nhiều tâm tư hơn, ngoài tiền bạc thì cũng mong tình cảm năm mới được duy trì theo hướng tích cực vì năm ngoái cũng mua cho bạn một chiếc rồi nên năm nay vẫn thế. Mục tiêu của mình là mỗi năm mua một cái là được. Đối với những cặp đôi đã quen nhau một vài năm, họ hy vọng được tặng vàng mỗi năm cho đối phương. Để cầu chúc may mắn, khi cô nàng Bích Du đổi vía được người yêu dắt đi mua vàng, thay vì mỗi năm đi cùng chị gái, năm nay cô được bạn trai mua cho chứ không phải tự mua với chi phí khoảng 15 đến 16 triệu. Hẳn đây sẽ là một khởi đầu đầy thuận lợi của Bích Du trong năm mới nhỉ. Ngày 14 tháng 2, Lâm Nam Phương khóc nức nở không phải vì tình yêu mà vì gia đình bất hạnh. Làm clip tích cực, nhưng ít ai biết gia đình cô không trọn vẹn. Dù là năm mới, nhưng Lâm Nam Phương lại khiến những người theo dõi cô lại chạnh lòng. Theo đó cô cho biết bản thân mình là kết quả của một gia đình không viên mãn. Khi cô tưởng rằng Tết năm nay cô sẽ hạnh phúc hơn, khi lần đầu cảm nhận được sự yêu thương quan tâm từ gia đình. Thế nhưng, khi cô nghe được những lời nói rằng mình lớn rồi, đã trưởng thành và kèm theo đó là trách nhiệm đi làm, lấy tiền cho em út đi học, nữ TikToker đã không kìm lòng được mà bật khóc vì quá tuổi thân. Lâm Nam Phương chia sẻ, dù đều là con trong gia đình nhưng có vẻ mọi người đã quên cô cũng cần được che chở. Biết rằng không nên chia sẻ những chuyện tiêu cực, nhưng bản thân cô cảm thấy rất buồn. Khi đáng ra ở tuổi mình, cô được đi học vui vẻ như bao người, thì nữ TikToker lại phải bươn chải, không được gia đình công nhận. Nhìn hình ảnh nữ TikToker không ngừng rơi nước mắt, mà người hâm mộ không khỏi xót xa. Dưới clip nhiều lời động viên gửi đến Nam Phương, có thể thấy cô luôn xuất hiện với hình ảnh vui vui, clip mang nội dung hài hước. Thế nhưng trong cô gái ấy lại là những nỗi buồn không thể chia sẻ với ai. Nhìn lại tình sử không phải dạng vừa của Trường Giang. Không chỉ nổi tiếng với tài năng, Trường Giang còn dính nhiều lùm xùm về chuyện tình cảm, nghi vấn tình ái với năm bóng hồng đình đám, người có danh phận, người bị bệnh tâm lý, Quế Vân. Quế Vân là người đẹp mở đầu cho những lùm xùm tình ái của Trường Giang. Đầu năm 2016, Quế Vân nhắc đến mối quan hệ với Trường Giang, cũng là thời điểm nam danh hài đã công khai hẹn hò Nhã Phương. Scandal tình cảm này làm tốn nhiều giấy mực của báo chí, nhất là khi Quế Vân khẳng định Trường Giang lăng nhăng. Để chứng minh mối quan hệ của mình,
Quế Vân còn đăng thêm những đoạn nói chuyện tình cảm giữa hai người. Mặc dù không lộ mặt, nhưng nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra qua giọng nói rằng nam chính trong những cuộc trò chuyện chính là Trường Giang. Ngoài ra, những đoạn tin nhắn thả thính của cây hài cũng được Quế Vân đăng tải. Sam, năm 2018, khi đóng cặp trong phim điện ảnh Siêu Sao Sương Ngố, Sam từng đăng tải hình ảnh tình cảm của mình và Trường Giang kèm chú thích mùi mẫn. Nếu yêu anh là sai, em chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng. Nếu yêu anh là mơ, em chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc. Hỉ sau vài phút đăng tải, Sam nhận về nhiều lời chỉ trích từ khán giả vì cho rằng cô là nguyên nhân khiến tình cảm của Trường Giang, Nhã Phương rạn nứt. Sau chia sẻ trên, Sam bị fan của Trường Giang, Nhã Phương công kích khiến cô phải bức xúc. Về phần mình, Trường Giang bác bỏ tin đồn tình ái, khẳng định Sam chỉ là mối quan hệ anh em, bạn bè đồng nghiệp. Nam em, giữa tháng 3 năm 2018, nam em thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Cô cho biết mình và Trường Giang có chuyện tình 30 ngày, ngay giữa thời điểm Trường Giang vẫn đang là bạn trai của Nhã Phương. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Kể lại những cảm xúc khi yêu Trường Giang, nam em chia sẻ: thời điểm đó, tôi có nghe phong thanh về việc anh Giang và Nhã Phương có trục trặc trong mối quan hệ. Tôi có hỏi anh, không khẳng định, nhưng anh nói với tôi rằng không ổn một chút nào. Về phía Trường Giang, anh thẳng thắn thừa nhận với báo giới: tôi có thích nam em. Khi làm việc chung, tôi thấy cô ấy rất dễ thương, thông minh, hài hước. Tôi nghĩ nam em không phân biệt được tình cảm yêu thích và hy sinh vì tình yêu. Cũng mệt mỏi, nhưng nam em dường như có vấn đề gì đó về đầu óc. Cô ấy không như người thường, có những việc cô ấy làm mình không hiểu được. Những ngày qua, Trường Giang, Nhã Phương bất ngờ bị réo tên trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn chính là những drama đời tư mà nam em liên tục khui chuyện ồn ào tình cảm trong quá khứ khiến cõi mạng chao đảo. Khánh My, sau nhiều tháng giải quyết ồn ào với nam em, Trường Giang lại bị diễn viên Khánh My tố từng tán tỉnh mình. Tháng 5 năm 2018, cô chia sẻ với báo chí: anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng vì tôi không cho phép mình là người thứ ba. Tuy nhiên, chân dài khẳng định mình không cố tình dựa hơi Trường Giang để nổi tiếng. Tôi không cần đu bám ai để nổi tiếng. Tôi có những dự án của riêng mình và cũng không cần anh Giang hay bất kỳ ai giới thiệu show diễn để đi làm. Nhã Phương, trong số tất cả những bóng hồng từng dính ồn ào tình cảm với Trường Giang, Nhã Phương là cô gái duy nhất có danh phận được nam danh hài chính thức nói yêu và bảo vệ trên truyền thông. Tin đồn về mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu từ cuối năm 2014 sau khi đóng chung phim 49 ngày. Tháng 1 năm 2018, Trường Giang gây sốc khi đột ngột cầu hôn Nhã Phương trong lễ trao giải Mai Vàng, truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Nữ diễn viên tuy tỏ ra bối rối nhưng vẫn quyết định nhận nhẫn đính hôn. Sau khi kết hôn, dù sở hữu chuyện tình nhiều sóng gió, drama nhưng lại có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc trọn vẹn với những đứa con đủ nếp đủ tẻ. Từ khi trở thành người đàn ông của gia đình, Trường Giang dần thay đổi bản thân, trở thành người chồng, người cha mẫu mực.